Hiện nay trên thị trường mỹ phẩm Việt có rất nhiều dòng sản phẩm chăm sóc và bảo vệ da. Nếu nhắc đến những sản phẩm chăm sóc da tại nhà nổi tiếng và được tin dùng, không thể không nhắc tới sữa rửa mặt Dermacos. Thông tin chung về sữa rửa mặt Dermacos. Sữa rửa mặt Dermacos là sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng Famona đến từ đất nước Ba Lan xa xôi. Các sản phẩm của Famona được mệnh danh là siêu phẩm chăm sóc vẻ đẹp cho làn da, là người bạn đồng hành cho những ai bề bộn công việc, thức khuya hay tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài. Vì vậy, không ngoa khi nói sản phẩm thương hiệu này là giải pháp tối ưu để giúp bạn gìn giữ thanh xuân của làn da, giúp da sáng đẹp như chăm sóc tại spa. Hay đánh giá chất lượng sữa rửa mặt Dermacos để biết được sữa rửa mặt Dermacos có tốt không. Cách tốt nhất chính là cùng tôi tìm hiểu chi tiết sản phẩm thông qua những bài đánh giá chất lượng này nhé. Sữa rửa mặt Dermacos tên đầy đủ là Dermacos Anti Acne Deep Cleansing Gel. Đây là sản phẩm thích hợp sử dụng cho da dầu hay tiết bã nhờn, da nhạy cảm, không chỉ ở nữ mà nam cũng có thể sử dụng được. Chúng ta cùng đến với những thông tin từ sữa rửa mặt Dermacos Anti Acne để tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm. 1. Về thành phần, sữa rửa mặt Dermacos Anti Acne được sản xuất với nhiều thành phần có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và hiệu quả. Chiết xuất chủ đạo từ tinh dầu cây chè, cây liễu có tác dụng rất lớn đối với chăm sóc da. Một số nguyên tố vi lượng như magie, kẽm, đồng, sắt và các chiết xuất từ nấm men tự nhiên. Bơ, tinh dầu jojoba, simensia, chinensis, butter, oil, amino acid gốc táo và dừa, sự góp mặt của các thành phần thiết yếu khác cho làn da khỏe mạnh và đẹp dạng người. 2. Tác dụng sữa rửa mặt Dermacos Anti Acne với những thành phần có tác dụng mạnh mẽ đối với chăm sóc da hiệu quả. Sữa rửa mặt Dermacos Anti Acne mang đến những công dụng: chiết xuất tinh dầu của cây chè, cây liễu giúp se mụn nhanh, làm mỏng đi và giúp bong các nốt sừng, tan tế bào chết và làm sạch bã nhờn trên da, làm thông thoáng và se khít lỗ chân lông. Các nguyên tố vi lượng cùng bùn, muối khoáng làm sạch sâu cho da tận lỗ chân lông, hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn gây nên tình trạng mụn trứng cá. Loại bỏ các vấn đề về da, chiết xuất bơ và tinh dầu giúp làm tăng hệ miễn dịch cho da. Ngoài ra, hai thành phần còn có tác dụng làm se các đầu mụn và phục hồi da sau mụn, làm mềm da và kích thích tái tạo da. Các dưỡng chất thiết yếu khác có tác dụng chăm sóc làn da, làm mềm mịn và trắng sáng. 3. Bao bì và đặc trưng sản phẩm. Sản phẩm được thiết kế với dạng tuýp nhỏ gọn, dễ sử dụng và cất giữ. Ngoài ra, với thiết kế nắp bật, bạn có thể dễ dàng kiểm soát lượng sữa rửa mặt lấy ra trong mỗi lần sử dụng. Về texture, sản phẩm dạng gel màu trắng, có các hạt sơ graphite trắng đục có khả năng tẩy tế bào chết nhẹ. Điều đặc biệt ở sản phẩm này là không tạo bọt, sử dụng màu trắng làm chủ đạo. Sữa rửa mặt Dermacos biểu tượng cho một làn da trắng mịn tràn đầy sức sống. 4. Về giá thành sữa rửa mặt. Hiện nay giá của một chai sữa rửa mặt Dermacos có giá dao động khoảng 300.000 đồng, 350.000 đồng. Với dung tích 150ml, tùy theo kênh phân phối và các đại lý thì giá có thể chênh nhau đôi chút, nhưng về chất lượng thì ngang nhau cả. Tuy nhiên, với mức giá như thế này, bạn có thể sở hữu một sản phẩm chăm sóc da mặt tuyệt vời mà không cần đi spa, đồng nghĩa với việc bạn đã tiết kiệm một núi thời gian của mình rồi đấy. 4. Đánh giá tổng quan, cảm nhận khi sử dụng. Cảm nhận chung, chất lượng sản phẩm này tương xứng với giá tiền. Khi rửa mặt, các hạt sơ scrub nhỏ li ti giúp massage da mặt, làm cho da mặt mềm mịn, sạch sâu và không hề đau rát. Da sau khi rửa mặt vẫn mềm mại, không bị khô da. Ngoài ra, sản phẩm có mùi hương nhẹ tạo cảm giác dễ chịu. Về ưu điểm, da mềm mịn sau khi rửa mặt, không có cảm giác khô căng như các sữa rửa mặt cho da dầu khác. Làm da sạch sâu nhờ có AHA, hỗ trợ quá trình điều trị mụn, da nhạy cảm đều có thể dùng được. Các hạt sơ scrub không hề gây đau rát cho da mà làm da sạch sâu, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng cho da. Da sáng màu hơn sau một thời gian sử dụng. Về nhược điểm, nắp bật không quá chắc chắn. Giá thành hơi cao so với mặt bằng sữa rửa mặt chung, nhưng có thể đáp ứng 3 cách sử dụng sữa rửa mặt Dermacos tốt nhất. Hiện nay có rất nhiều cách để chăm sóc da mặt tại nhà, tuy nhiên nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc hiệu quả, hãy tham khảo cách sử dụng sữa rửa mặt Dermacos theo các bước sau đây. Bước 1. Làm ướt da để làm giãn nở lỗ chân lông của bạn. Cách tiện nhất, bạn nên rửa sơ đi một đợt với nước ấm. Bước 2. Lấy một lượng sữa rửa mặt Dermacos vừa đủ ra tay. Bước 3. Thoa chuyển động tròn lên vùng da mặt đã được làm ẩm, massage nhẹ nhàng trong khoảng 3-5 phút để da hấp sâu dưỡng chất của sữa rửa mặt. Bước 4. Rửa lại bằng nước sạch, có thể sử dụng kèm theo các sản phẩm kem bôi và gel chấm mụn để có kết quả tốt nhất.
Dùng 2 lần mỗi ngày vào mỗi sáng và tối để bảo vệ da một cách tốt nhất. IV, mua sữa rửa mặt Dermacos ở đâu? Để mua một chai sữa rửa mặt của Dermacos vô cùng đơn giản, hầu hết các nhà phân phối mỹ phẩm phổ biến hiện nay đều bày bán tại các cửa hiệu hoặc các trang mạng. Kể cả các thành phố lớn hay nhỏ, ngoài ra, bạn còn có thể mua những sản phẩm của Famona thông qua các kênh mua sắm trực tuyến hiện nay như Shopee hay Lazada. Dù là mua sắm online nhưng bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì chúng đều được đảm bảo về xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Hơn nữa các kênh này còn thường xuyên có những chương trình khuyến mãi giúp bạn tiết kiệm chi phí hơn. Trên đây là những thông tin về sữa rửa mặt Dermacos, hy vọng bạn đã tìm được cho mình câu trả lời về sản phẩm này. Hãy thử và cảm nhận điều diệu kỳ từ sản phẩm này mang lại nhé. Link mua sản phẩm sữa rửa mặt Dermacos mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.